Yo, chào mừng các bạn đã đến với Đánh Răng mỗi tuần. Và hôm nay chúng ta sẽ có team full hệ đất. Để coi thử coi là cái team này nó có ok không nhá. Bên đối thủ có mấy con Pokemon lạ nhờ. Vì là hệ đất cho nên là không thể nào xài Terranita để gọi bão cát được, mà phải xài Hippodon. Thực ra thì nếu xài bão cát thì Terranita hợp lý hơn. Với lại thì Pokemon hệ đất lại không nhận được quá nhiều tài nguyên từ bão cát, cho nên là việc build cái team này cũng khá là thử thách đối với tôi. Còn nếu là bạn thì bạn sẽ build 6 con Pokemon hệ đất đó là gì thì cho tôi biết một phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì vô trận nè. Ê, tôi sợ mấy cái lựa chọn lạ lạ này lắm nha, nhiều cái làm bất ngờ lắm á. Tại chưa có rõ là bên kia sẽ xài chiêu gì. Tôi nghĩ là tôi cứ ru ngủ được đứa nào hay đứa đó đi. Tôi sẽ ru ngủ con Stunky. Trời, nó lặn lâu quá, tôi cũng không biết tên nó là gì nữa. Ồ, mới vô xuống sát liền vậy đó hả? Hệ thường để làm gì vậy ta? Tôi thấy cái mù là nó cũng tính toán dữ lắm rồi đó. Nó tính làm gì trời? Ồ, nó cho cảm tử. Ê, chết rồi. Nổ mà còn phải chờ thời gian nữa. Trời đất. Mình còn sống. Ui, tính ra được bóp sức mạnh bởi Normal Gem luôn á. Bóp nhiều sức mạnh dữ ha. Không ngờ tới cái gì. Ừ, tôi không ngờ thiệt. Nó cũng không ngờ là tôi còn sống á. Nó bóp nhiều sức mạnh dữ ta. Nhưng mà mình còn sống hả? Medipus, rốt cuộc nó tính làm gì vậy trời? Giờ sao đây, tôi nghĩ tôi sẽ xử con Mandibus. Con này cũng cứng lắm. Tiếp theo thì cứ rock slide thôi. Flinch cả hai càng tốt. Bấp dữ. Ui. Wow, Hippodon còn sống nha. Đỉnh, Hippodon đỉnh. Con Mandibus này cũng đỉnh luôn. Ồ, giả một bậc thủ vật lý của nó rồi mà nó vẫn còn sống. Ui. Chắc con heo lửa cầm Eviolite đúng không? Chắc vậy nó mới cứng được vậy chứ. Tôi quên tên nó là Pignite hả? Bây giờ chắc xử được hai con này rồi nhỉ. Một lần cho đá lỡ coi nè. Ủa, nhưng mà bây giờ hình như tốc độ nó cao hơn mình rồi chứ. Rồi, xong luôn. Một cú vả mặt đau điếng luôn. Mấy cái đội hình này kiểu này lạ ha. Mình không có biết trước được chiêu của nó là chiêu gì hết. Không đoán được luôn ấy. Nhưng mà theo tôi như vậy lại khá hay. Bởi vì gặp mấy con quen thuộc quá thì cũng chán đó chứ. Bây giờ thì xuất hiện đi. Không mà thôi, để dành đi. Con mình chưa biết rõ bên kia sẽ xài chiêu gì. Mà cho Landorus ra rỡ lỡ nó đi luôn là sao? Bất ngờ chưa? Bây giờ Hippodon chắc cũng không thể nào sống được qua trận này hết. Nhưng mà thôi kệ, ru ngủ được đứa nào ru ngủ. Attract. Ừ ha. Con Mandibus này chiêu lạ thế. Eo. Tèo một đứa. Chết rồi. Lúc nãy là còn cảm thấy hơi trên cơ một chút, bây giờ thấy hơi kỳ kỳ rồi đó. Hình như có 50% là nó sẽ yêu cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Không bị tình yêu làm mờ con mắt, mừng quá.
Bây giờ thì ra đi, huyền thoại của những cánh đồng á ta. Tôi quên nó tượng trưng cho cái gì rồi. Landorus tượng trưng cho cái gì? Quên rồi. Ha ha, một con shiny Landorus. Cực khổ lắm nó mới kiếm được đó. Bây giờ sao đây? Con Gyarados là hệ bay, tự nhiên dính hệ bay vô cho nên xài Sensi Storm cũng được. Mà đáng ra chiêu Sensi Storm là phải hiệu quả trong bão cát chứ tại sao là hiệu quả trong trời mưa nhỉ? Tôi không hiểu nổi luôn. Có bảo vệ thì cũng thua thôi. À, nó không biết là mình có Storm Drain. Hoặc là nó không nghĩ Storm Drain sẽ điều hướng chiêu thức. Để xem Slug Bomb này lấy được bao nhiêu máu ta. One hit KO hả? Ủa sao mạnh vậy? Ủa, tôi không nghĩ là One hit KO luôn Gyarados á. Ủa, là bên kia còn Pokemon không? Đánh hồi quên rồi. Còn không ta? À, hết rồi. Thế là trận đầu thắng. Trong gang tấc. Chúng ta qua trận 2 thôi. Trời. Bữa Articuno mới nổi tiếng, giờ đi đâu cũng gặp Articuno hết. Hay thiệt, một ngôi sao mới nổi của đấu trường. Pokemon chim băng huyền thoại. Nhưng mà bây giờ nói thiệt là mình không có con nào để mình khắc lại tụi nó nếu mà đây là team full hệ đất mà. Tụi nó cứ chơi bão tuyết thì chắc cũng đi luôn ấy. Nhưng mà nếu đấu lãnh địa trong một lượt đầu thì tôi nghĩ Hippodon sẽ đè được bão cát lên. Nhưng mà ai biết lỡ nó ra lượt 2 thì sao? Thế mà mọi người dạo này bắt trend dữ ha. Sao rồi đó không xài chim băng đi. Giờ thấy nó nổi tiếng cái bắt đầu xài nữa. Nói thiệt là giờ đi đâu cũng thấy toàn là Articuno với lại Ninetales không. Đúng là bắt trend đỉnh. Đoán chắc mà. Cho ra cùng một lúc thế là chúng ta đè nhau. Đầu tiên là phải ngăn không cho con Ninetales xài Aurora Veil. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ Rock Slide cả hai đứa này, coi thử sao nha. Ui, chưa chết, tức vậy trời. Wow. Flinch được cả hai con, mừng thế. Không cho nó xài Aurora Veil là mừng rồi. Rút về đi. Nó phải rút về nó mới sống được. Tôi không nghĩ là nó sẽ cố chấp giữ lại hai con này trên đấu trường nữa hả? Nó phải rút về nó mới sống được chứ. Ồ, bạn ấy đã rút về. Ô, coupon à. Coupon nước. Ồ, rút về hết rồi. Trong lúc đó thì tôi đã ru ngủ con bên phía Ogapon. Tôi nghĩ Ogapon cũng phải rút về nếu nó muốn sống. Hoặc là không. Gặp Intimidate nữa chứ. Ui chà. Không có Intimidate là mày chết bà mày với tao. Tức nhờ. Earthquake đi, thử coi sao ta. Hay Rock Slide cho hai tụi nó bị flinch hết cả hai đi. Ninetales, oh my god. Hay đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn
À, tôi còn Focusass mà ít ra thì Excadrill sẽ sống được trong đợt này. Tiếc là Pokemon hệ đất không có con nào xài được Follow Me. Mà sao tôi cũng không nghĩ ra là đem theo Gastrodon ta. Thả Gastrodon ra là con này khỏi múa liền. Hên, có Focusass đấy. Mình có nhanh hơn Nighttail không? Nhanh hơn là cái chắc. Ủa sao mình nhanh hơn Nighttail được ta? Hay con Nighttail của bên đó tốc độ chậm? Arcanine. Thế nó giảm thêm 2 bậc tấn công của mình rồi. Không còn gì để nói luôn. Đổi Pokemon thôi, giờ không có Excadrill không thể nào làm việc gì nữa. Sao lúc đó mình không mang theo Gastrodon nhỉ? Mà đem theo Gastrodon thì... Ừ, đem theo Gastrodon là trị được con Ogapon rồi. Gastrodon của mình sẽ ra hệ lửa được mà. Ui, tức thế. Con nào đây? Tôi không nghĩ là cho Landorus ra lúc này là ok. Thinh lưu này nhờ. Nên là Landorus ra luôn. Ra thử xử con Ogapon cho lẹ đi. Tôi nghĩ tôi sẽ cho Hippodon xài động đất. Landorus sẽ hên đấy. Ogapon còn ngủ là còn có cơ hội. Bye bye Arcanine nha. Bên kia sẽ là con gì đây? Chắc là Articuno. Chính gì nữa. Tức ghê, nó còn một miếng máu mà mình không có con nào chiêu ưu tiên hết để mà xử nó. Một hồi cái nó chơi chiêu bão tuyết một cái là mình đi đời nhà ma liền. Nếu mà Ogapon nó còn ngủ thì mình nghĩ mình sẽ qua được trận này. Ui, còn sống tức thế. Trời ơi, sao nó dậy sớm vậy? Oh my god, nó dậy sớm quá vậy. Sao con quỷ đó dậy sớm như vậy? Sao xô quá vậy? Eo. Hệ băng lên ngôi thiệt rồi mấy bạn ơi. Giờ bão cát không còn ý nghĩa gì nữa hết. Trong bão cát mình cũng chả có được thuận lợi gì ngoài cái chuyện là có mấy đứa Sandrus. Một mình thiên lưu với hai Pokemon. Excadrill không làm được gì nữa rồi. Mình sẽ Terra hệ nước cho Tinh Lu để bảo đảm an toàn. Nhưng mà con Ogapon nó có chiêu hệ cỏ, tôi không biết là nó sẽ như thế nào. Ok. Tao mà đem theo Gastrodon là mày. Tôi sao? Còn sống nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thoát ra. Trời ơi, tưởng su đi vậy nữa chứ. Nó đã dậy sớm rồi mà còn bị dính đóng băng nữa. Nhưng mà tôi thấy trận này kèo này không cân rồi. Tuy nó còn miếng máu như nó có chiêu Horn Leech chứ gì nữa. Mà nó hút được một miếng máu đó của Thiên Lưu là nó hút được nhiều lắm á. Thiên Lưu nhiều máu mà. Eo, chưa chết nữa. Rồi, tôi thấy cái trận này thì biết ai thắng rồi đó.
Đối với bạn ai thắng luôn á, nhìn là biết mà. Không xong rồi. Không xong rồi. Thua rồi. Thiên Lưu không có chiêu ưu tiên nào hết. Tức quá, tức quá. Eo. Tức nha. Nếu mà mình lúc đó mình nghĩ mình mang theo con Gastrodon thì mang theo Gastrodon thay vì Thiên Lưu, rồi mình chế ra nó thành hệ lửa. Ôi, sao mà biết trước được tương lai. Chẳng ai nói trước sau này. Qua trận 3 thôi. Ê, trận 3 thì mấy đứa trong team này vẫn là những đứa là lạ nha. Mà tôi nghĩ tôi sẽ không mang bão cát nữa nhỉ. Bên có bên đó có Toco. Toco thì như tóc chậm hơn Hippodon. Bây giờ sẽ là Landorus. Còn một con nữa, con gì ta? Hippodon nhỉ? Nhưng mà đem Hippodon theo chỉ để set up bão cát thôi, để xài với Excadrill. Nhưng mà nếu không có bão cát thì đem Excadrill làm gì? À, bên kia cũng không có con nào hệ nước để mà đem Gastrodon theo. Thôi cứ đem Excadrill đi. Tôi thấy bên kia không có con nào nhanh hơn Excadrill đâu nhỉ. Mặc dù tốc của Excadrill có 88 thôi. Mà nếu tôi nhớ không lầm thì Kratos tốc của nó 87. Rồi con gì đây? Cho tôi xem đi. Oh, Intini và Toxicity. Bất ngờ không? Không chơi bão cát nữa, mệt rồi. Giờ chơi tăng cơ thôi à. Hai con này đều đánh theo hướng đặc biệt cho nên là xài Snore là hợp lý. Tính ra tôi đem con Thiên Lưu là để khắc con Flutterman luôn á. Mà nãy giờ không thấy con Flutterman đâu. Hay nhờ. Bên kia nghĩ gì mà lâu thế. Đừng nghĩ ngợi nữa. Sao quyết định đi. Ồ, sẽ ra liền nhé hả? Sẽ ra con gì ạ? Chắc Toxicity quá. Chứ gì nữa. Sẽ ra hệ nước, vậy là nó muốn xử con Clascon của tôi. Wow, dồn hết sức xử Clascon luôn. Nhưng không ngờ ta Protect. Không ngờ tới chứ gì. Nhờ có Snow với lại đặc tính của Thiên Lưu nữa thì chắc là khả năng tấn công đặc biệt của hai đứa này sẽ bị giảm đi đáng kể đó. Ê. Rồi, ta dính độc rồi, ok. Mọi thứ trân tru. Bây giờ thì cứ tiếp tục xài Snow đi nhỉ. Chứ mấy chiêu này cũng không có tác dụng gì nhiều lắm cho hai con này. Hay là tôi nên xử con NTD ta. Tôi nghĩ là tôi nên xử con NTD. Xong cho Plascore Terra hình hệ nước. Rồi xử con NTD nữa. Con này phiền quá. Ủa mà sao con NTD này có đặc tính gì ta? Sao nó không phải là Psychic Surge ta? Bất ngờ liền. Có đoán được không? Sao mà đoán được. Không chết. Không sao, không chết không sao. Giờ có Terraplast ta cũng không sợ. Có sợ không? Không sợ, không sợ. Đi đi. Trời đất. Cứng vậy. Rồi xong Trick Room, không sao, không sao. Thiên Lưu chậm nhất trong đám em đúng không? Thiên Lưu chậm nhất trong đám này. Tôi nhớ là vậy. Giờ thì cứ Snore. Rồi bảo vệ bản thân mình đi. Dính Trick Room rồi. Mà tôi nhớ hình như mấy con tôi đem theo không có con nào tốc chậm hết. Kratos.
mình cũng không, Kratos hình như chỉ hệ giác đấu thì phải. Hệ giác đấu với đất. Oh my god. Úi chà, giờ sao đây? Muốn làm gì đây? Snow, để xử con Inti đi. Giờ mày nhanh hơn rồi. Nên tôi nghĩ là tôi nên lấy vật phẩm của con Kratos ra. À, lâu rồi chưa thấy Kratos ha. Chắc Flutterman lên ngôi quá rồi. Eo. À ha, mình vẫn nhanh hơn. Nhưng mà con voi nó tính làm gì ta? Nó tính xuống sát với mình thiệt hả? Hay nó xuống sát với lại con Glasscore? Nào, xem nào, xem nào, xem nào. Oh my god. Trời đất. Một phát đi luôn con Thiên Lưu rồi. Mạnh vậy? Cha, hình như nó có live up. Nó có live up. Thiên Lưu không đỡ được đòn đó rồi. Ủa sao tôi nhớ con Thiên Lưu nó cũng cứng lắm mà không đỡ được đòn đó ta? Live up cái chắc mà. Giờ sao đây? Landorus là chắc chắn trong Trick Room nó sẽ chậm hơn con Kratos rồi. Excadrill. Excadrill vẫn hợp lý hơn nhỉ? Thật là khó nghĩ suy. Toxicity. Nó sẽ làm gì mình đây? Tôi không biết nữa. Bây giờ không có con nào khác được Kratos hết. Mình sẽ Rock Slide. Hy vọng là mình... À không, trong Trick Room thì mình đâu có nhanh hơn đâu. Khi nào hết Trick Room thì mình mới có cửa chứ. Coi nào, coi nào. Trời. Trời. Ủa, chiêu đó mạnh tới mức vậy luôn á hả? Chiêu sắc quê đó là sao vậy ta? Sao nó một hit đi luôn được con Glasscore hay vậy? Bằng cách nào vậy? Oh my god, tôi không tính được cái đường này luôn á. Ông lại một trận thua nữa hả? Rồi. Ê, tôi thấy không ổn rồi. Bên kia như còn mấy con vậy? Bên kia còn 3 con rồi đúng không vậy? Thấy không ổn rồi nha. Không ổn rồi đó. Bên bển còn 3 con. Mình còn 2 con à. Thật ra là còn một con bị Excadrill trong Trick Room không nổi rồi. Còn mà giờ biết Trick Room còn bao nhiêu lượt vậy? Kiểm tra coi. Trick Room còn một lượt à. Vậy thì bảo vệ Landorus trận này cái đi. Ở Trick Room tụi bay chết bà, tụi bay với tao. Ở Trick Room mà tụi bay biết thế nào là lễ hội. À, Flamingo cũng không tới nổi. Mặc dù tôi không biết con này có tuyệt chiêu gì. Ở Trick Room là tụi bay biết. Đánh được Kratos rồi. Mừng vậy ta. À ha, hết Trick Room rồi. Trời ơi, và con tim đã vui trở lại. Bình minh đến cho tôi ngày mai. Tôi thấy được ngày mai rồi. À. Rock Slide. Ủa, con Flamingo đó có thể bay hả? Quên, riết quên rồi.
Ồ, con flamingo đó có thể bay với giác đấu à. Vậy thì sớt bơm vô con Toxicity đi. Nó còn sống, còn nguy hiểm lắm. Bye bye nha. Không có chiếc room tụi bay tuổi. Ê mà sợ thật nha. Sống không nổi qua 5 lượt kick room đâu á. Oh yeah, nó bị flinch rồi. Không còn đường nào thoát rồi. Để xem đây. Slug bomb. Bye bye. Vĩnh biệt. Và thế là chúng ta đã thắng được trận tiếp theo. Một bàn thua trông thấy. Và đó là hết video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi series đánh răng mỗi tuần của tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những series tiếp theo. Bye.